chào quý khán thính giả. Trong mục Thế giới quanh ta hôm nay, tôi lại trở lại với quý vị để chia sẻ với quý vị một số thông tin. Chỉ còn mấy ngày nữa là chúng ta chấm dứt năm 2021. Lời đầu tiên là chúng tôi muốn chúc quý vị bước qua năm 2022 được mọi sự bình an, tốt đẹp, cầu mong cho dịch bệnh sớm qua đi để chúng ta có một cuộc sống bình thường. Và hôm nay, trong những cái thông tin mà chúng tôi muốn đưa đến quý vị sẽ là chúng ta nhìn lại bối cảnh của Việt Nam và sau đó cũng sẽ nhìn lại cái nơi quê hương thứ hai, tức là Hoa Kỳ. Bởi vì chúng ta có quá nhiều những tin tức hàng ngày, do đó tôi muốn mời quý vị chúng ta cùng nhìn lại cái quãng đường một năm qua trên quê hương Việt Nam, xem có những gì đã diễn ra và người dân ở trong nước của chúng ta như thế nào. Đầu tiên là năm 2021, nếu nói một cách ngắn gọn thì thật sự là một năm rất đau buồn cho người dân Việt Nam. Trước nhất thì như chúng ta thấy, năm 2020, nhà nước Cộng sản Việt Nam rất tự hào về cái việc mà ngăn chặn cái biến chủng, xin lỗi, ngăn chặn cái dịch bệnh Vũ Hán, cái coronavirus từ Vũ Hán. Và người ta rất hãnh diện và người ta tự hào rằng là đó là một cái thành công trong việc ngăn chặn nó. Và người ta không để ý đến rằng là nó có thể trở lại. Và đúng như vậy, năm 2021, dịch bệnh đã trở lại và Việt Nam đã rơi vào một cái hoàn cảnh hết sức là bi đát. Ngay từ những tháng 2, tháng 3, thì cái báo động đó, nhà nước đã không có quan tâm. Và vì vậy họ vẫn tiếp tục cho tổ chức bầu cử, đảng cử dân bầu để có một cái chính phủ tiếp tục thống trị người dân dưới cái bàn tay độc tài của nhà nước Cộng sản. Khi dịch bệnh bùng phát thì người ta đã áp dụng cái phương cách mà ở bên Tàu Cộng, tức là bên Trung Quốc đã áp dụng trước đây ở thành phố Vũ Hán, tức là cách ly, là phong tỏa và nhốt người dân ở trong những cái khung cảnh hết sức là khắt khe. Như chúng ta biết là hoàn cảnh của người dân, nhất là những ở trong những thành thị như Sài Gòn, như Bình Dương, những cái thành phố mà đông đúc dân như vậy, không thể nào mới áp dụng cái phương cách cách ly nhốt người dân trong những khung cảnh chật hẹp, trong một cái phạm vi chỉ có 7-8 thước vuông mà cả vài chục người sống chung với nhau thì làm sao không có lây nhiễm. Vì vậy mà trong 4-5 tháng khi mà cách ly như vậy thì cái tình trạng dịch bệnh nó vẫn gia tăng và số người chết vẫn gia tăng. Vì vậy, sau những cái ngày tháng mà người dân bị nhốt, bị phong tỏa thì người ta sợ rằng người dân trong nước sẽ nổi khùng lên, sẽ phản kháng và có thể sẽ nổi loạn. Đến nỗi mà họ phải đưa vào Sài Gòn cả hàng trăm ngàn bộ đội với vũ khí, súng đạn để sợ rằng nếu người dân nổi lên thì họ sẽ phải dùng quân sự để đàn áp. Nhưng người dân đã chịu đựng đến cái mức không thể còn chịu đựng được nữa và vì vậy phải mở cửa và người dân đã bỏ thành thị để về Sài Gòn. Thì cái hậu quả xảy ra là gì? Là vấn đề kinh tế. Tức là các hãng xưởng ngưng không có sản xuất được và nền kinh tế suy sụp, người dân thất nghiệp, đói khổ và họ trở về để bám lấy quê quê quán ở vùng nhà quê. Đó là cái hậu quả của cái chính sách gọi là chống dịch một cách ngu xuẩn của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Trong khi ấy, Việt Nam hoàn toàn không có khả năng để mà chế tạo những cái thuốc chủng, những cái vaccine và bây giờ cho đến bây giờ vẫn phải ngửa tay đi xin thế giới và thế giới người ta đã rất hào phóng để tặng cho Việt Nam hàng triệu liều thuốc chủng ngừa và cho đến ngày hôm nay thì người dân đã được hưởng những cái loại thuốc chủng ngừa tốt từ Âu Châu, từ Mỹ Châu. Thì đó là cái sự thất bại của nhà nước Cộng sản Việt Nam trong cái vấn đề mà đối kiểm soát cái vấn đề dịch bệnh. Đó là cái tai hại thứ nhất. Cái thứ hai là trong năm 2021 thì nhà nước Cộng sản Việt Nam
đã đàn áp nhân quyền một cách tàn bạo. Cho đến bây giờ thì cả thế giới, đặc biệt là nhân quyền, Hội đồng Nhân quyền cũng như là Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã phải lên tiếng vì cái sự đàn áp nhân quyền quá thô bạo. Chỉ trong tháng 12 chúng ta thấy những người chỉ lên tiếng chẳng có nguy hiểm gì nhưng đã bị kết những cái bản án rất nặng nề, như là cô Phạm Đoan Trang 9 năm tù, Đỗ Nam Trung 10 năm tù, Trịnh Bá Phương 10 năm tù, cô Nguyễn Thị Tâm 8 năm tù, bà Cấn Thị Thêu và con trai đều bị những cái bản án rất nặng nề chỉ vì người ta tranh đấu cho cái quyền lợi đất đai của họ. Thì đó là cái sự vi phạm nhân quyền có hệ thống và hết sức nghiêm trọng. Cái điểm thứ ba là tình trạng tham nhũng càng ngày càng rộng, càng sâu, càng tinh vi. Do đó, chúng ta thấy rằng ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra những cái chính sách gọi là theo Tập Cận Bình, gọi là đập hổ, gọi là diệt hổ đập ruồi của ông Tập Cận Bình, nhưng chả có hiệu quả gì. Bởi vì chính Đảng Cộng sản là cái tổ chức tham nhũng, là cái nguồn gốc của tham nhũng. Chúng ta chỉ nhìn vào cái chuyện mà bây giờ người dân Việt Nam đang bực bội, đó là cái công ty Việt Á. Chúng ta nhớ đến năm 2000, cách đây mấy tháng, từ đầu năm chứ, từ tháng 3, tháng 4, thì nhà nước, Bộ Y tế hô hào là bây giờ phải xét nghiệm cho toàn dân và thúc đẩy người ta xét nghiệm. Càng xét nghiệm nhiều thì sẽ có cái biện pháp để mà khống chế cái con virus, nhưng thật sự nó không phải như vậy. Cái vì cái kit để xét nghiệm là do một cái công ty mà được Bộ Y tế cũng như Bộ Khoa học và Công nghệ thúc đẩy, mà đó là một cái hoàn toàn giả dối. Và đây là một cái công ty mà là sân sau của các đảng viên cao cấp. Thì bây giờ người ta mới vỡ lẽ ra, họ chia chác nhau làm thế nào để sắp tất cả 62 tỉnh thành trên toàn quốc phải mua cái đó với một cái giá đắt đỏ gấp 3 lần những cái kit xét nghiệm của bên Đức hay bên Hoa Kỳ, để mà cái số sai biệt đó là rơi vào tay những đảng viên cao cấp, những người có quyền thế ở trong nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và bây giờ thì người dân vỡ lẽ ra cái sự xét nghiệm đó chẳng có ích lợi gì ngoài cái việc mà tạo điều kiện cho các viên chức nhà nước tham nhũng. Vì vậy cái hệ thống tham nhũng nó từ trên xuống dưới và từ dưới đi lên, chứ không có phải là cái chuyện mà vì sức khỏe của người dân hay vì quan tâm lo ngại về y tế cộng đồng gì hết. Đấy là cái tình trạng tham nhũng của Việt Nam ngày hôm nay. Cái điểm thứ ba, cái điểm kế tiếp mà tôi muốn nói đến là cái tình trạng giáo dục đã hoàn toàn phá sản từ hơn 30 năm qua. Luôn luôn nói đến cải tổ giáo dục, nhưng càng cải tổ thì lại càng xa lầy, với cái tình trạng mua bán bằng cấp và cách thức học nhồi sọ. Việt Nam có đến mấy chục ngàn tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ, nhưng chúng ta xem thành quả của các tiến sĩ ấy làm được gì? Không hề có được một sáng chế nào để cho thế giới đóng góp vào cái văn minh, cái sự tiến bộ của thế giới cả. Toàn là bằng giấy, toàn là bằng mua, bằng giả, bằng học giả, không có thực tài. Trong khi con cái của những đảng viên cao cấp được gửi ra ngoài học để trở về ngồi vào những cái ghế lãnh đạo đất nước và tiếp tục tham nhũng và đàn áp người dân. Do đó cái hệ thống giáo dục hiện tại của Việt Nam là một cái hệ thống giáo dục hoàn toàn phá sản, không đào tạo ra những người tài và cũng không đào tạo những con người có nhân cách. Vì vậy cái tình trạng xã hội Việt Nam ngày hôm nay nó hết sức là nguy hiểm. Chúng ta thấy tội phạm
chúng ta thấy cái cách cư xử của giới trẻ với nhau và học hỏi nhau những cái mánh lới, những cái lừa đảo, những cái ác độc, thay vì phải đối xử với nhau trong cái tình nhân đạo. Chúng ta thấy rõ, rất rõ là cái hệ thống giáo dục nó hoàn toàn phá sản. Đó là cái sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái điểm sau cùng mà chúng tôi cũng muốn nói tới, đó là cái chính sách đối ngoại của Việt Nam vẫn phải lệ thuộc vào Trung Cộng về chính trị, về kinh tế. Hiện tại bây giờ còn hàng mấy ngàn cái container còn phải nằm ở cổng biên giới để đưa các sản phẩm về nông nghiệp, về thủy sản của Việt Nam để bán qua Trung Cộng. Nhưng khi nào Trung Cộng thích thì cho vào, không thích thì ngăn lại và người dân chết. Trong khi ấy thì Việt Nam đã tạo điều kiện cho người Trung Hoa, người Tàu xâm nhập vào Việt Nam và những cái đặc khu kinh tế như Vân Đồn, như Phú Quốc, như Bắc Vân Phong đã trở nên những cái nơi mà sau này nó sẽ là những cái lãnh địa của Tàu Cộng. Đây là một cái hình thức bán nước sau khi họ đã nhượng biển, bán biển Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng từ năm 1958. Do đó, Trung Cộng bây giờ sẽ chiếm Biển Đông, đã chiếm Biển Đông và sẽ làm chủ Biển Đông nếu như Việt Nam cứ tiếp tục đu dây, không mạnh bạo rời bỏ cái ảnh hưởng của Trung Cộng để đi với Hoa Kỳ, đi với các nước Tây Phương để có một cái thế mạnh và giữ vững được cái bờ cõi, thì một ngày không xa đất nước chúng ta sẽ rơi vào sự kiểm tỏa của Bắc Kinh mà thôi. Đó là cái vấn đề tôi xin tóm lược. Nếu quý vị nhìn toàn bộ năm 2021 vừa qua thì đó là những cái điều mà tôi nhận định như vậy. Có thể những quý vị, có những quý vị không đồng ý, nhưng hãy xét cho kỹ và so sánh tất cả những cái dữ liệu của các cái nhà nghiên cứu thì sẽ thấy nó như vậy. Phần thứ hai, hôm nay tôi muốn thưa với quý vị là tại Hoa Kỳ, nơi có hơn 2 triệu người Việt Nam đang sinh sống, thì đất nước Hoa Kỳ trong năm 2021 cũng có nhiều những điều không được như ý người dân. Từ khi ông Joe Biden trở thành Tổng thống thứ 46, thì những vấn đề nó đã đang xảy ra và nó càng ngày càng trở nên xấu đi. Thứ nhất là cái chính sách mở cửa biên giới của ông Joe Biden. Cho đến bây giờ người ta ước tính có vào khoảng 1.8 triệu người đã nhập cư bất hợp pháp. Và những người này vào sống trong đất Hoa Kỳ, họ là những người chẳng cần phải chích ngừa, chẳng cần phải làm gì cả. Nhưng họ là những người sẽ được hưởng tất cả những cái trợ cấp về xã hội đời sống mà người dân Hoa Kỳ phải đóng thuế nuôi cho họ. Đó là một cái chuyện không thể chối cãi được. Và vì vậy, cho đến bây giờ, cửa biên giới vẫn còn rộng mở. Mặc dù một số chính sách thì đã trở lại những cái chính sách trước đây mà Tổng thống thứ 46, tức là ông Donald Trump đã đưa ra. Nhưng mà về căn bản vẫn chưa có gì thay đổi và cái vấn đề biên giới vẫn chưa được giải quyết. Nó nằm ở trong cái chính sách muốn Đảng Dân Chủ muốn tiếp tục thống trị và vì vậy họ cần có những cái cử tri bỏ phiếu cho họ trong những bầu cử, những kỳ bầu cử của năm 2022, 2024 vân vân. Do đó càng có nhiều người nhập cư bất hợp pháp và càng có những cái cuộc bầu cử lem nhem thì những cái người ấy đều có quyền bỏ phiếu và như vậy Đảng Dân Chủ sẽ tiếp tục vấn đề thống trị chính trị nước Mỹ. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai là cho đến bây giờ thì nền kinh tế của Hoa Kỳ đang đi vào một cái giai đoạn lạm phát, tức là cái đồng đô la bây giờ đang bị mất giá. Hiện tại bây giờ người ta nói rằng chỉ có mất giá hơn 6%, nhưng trên thực tế thì tất cả những mọi thứ đều rất là đắt đỏ. Chẳng hạn như thuê giá thuê nhà, thuê cửa, thuê hotel,
vân vân, nó đã tăng 25%. Riêng California ở những cái vùng giá xăng bây giờ có thể lên tới 7 đô la, trong khi dưới thời ông Donald Trump chỉ có 2 đồng mấy, tối đa là 3 đồng. Bây giờ 6-7 đồng, ngay ở vùng miền Nam California bây giờ cũng trên 5 đô la một gallon xăng. Và rồi tất cả các nhu yếu phẩm từ thịt thà, cá mú cho tới những đồ ăn, những thứ nhu yếu phẩm đều tăng giá cả. Tóm lại là cái đồng đô la đang bị mất giá. Trong khi ấy thì Đảng Dân Chủ chủ trương là trợ cấp, tiếp tục trợ cấp dồi dào cho người dân. Và khi người ta đã lãnh trợ cấp dồi dào thì cái tiền trợ cấp ấy nó cao hơn tiền người ta đi làm. Vì vậy rất nhiều người không muốn đi làm, không cần phải đi làm, ngồi ở nhà lãnh trợ cấp thì khỏi phải đi làm. Do đó các hãng xưởng bây giờ cần người, cần nhân công nhưng mà không có người xin việc. Đó là cái tình trạng hiện tại của Hoa Kỳ. Do đó trong những ngày tháng tới chưa biết người ta sẽ giải quyết như thế nào. Nhưng hiện tại bây giờ cái chuỗi cung ứng đó, các bến cảng bây giờ còn vẫn đầy dãy những cái container phải chờ để bốc hàng vì không có xe vận tải, không có đủ nhân công. Các hãng trong những ngày cuối năm này thì nhiều hãng hàng không phải hủy bỏ hàng ngàn chuyến bay là vì không có người đi làm việc. Một phần là người ta không cần đi làm, một phần nữa là vì cái vấn đề mà giải quyết vấn đề dịch COVID nó không thành công. Mặc dầu người Hoa Kỳ đã có dư thuốc chủng và ông Joe Biden đã đưa ra những cái lệnh rất khắt khe để bắt buộc người dân phải đi chủng cưỡng bách. Nhưng mà nhiều người vì lý do này, lý do kia người ta không chịu đi chủng ngừa. Và vì vậy họ bị đuổi việc. Chẳng hạn như những người mà làm trong ngành y tế, người ta bị đuổi việc, người ta không đi làm nữa. Thì các nhà thương không có đủ nhân viên và phải đưa nhân viên của bên quân đội, tức là bên quân đội về những cái ngành y tế để đưa vào tiếp cứu. Thì đó là những cái tình trạng nó lủng củng ở xã hội Hoa Kỳ là như vậy. Một cái điểm nữa là về đối ngoại. Khi mà Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền thì một số những cái chính sách tỏ ra mềm mỏng, tức là đối với Iran, đối với Trung Cộng, đối với Bắc Hàn, đối với Đài Loan, đối với Hồng Kông, thì không có cương quyết, không có mạnh mẽ. Do đó, những cái nơi ấy nó đều trở nên rối loạn. Và như chúng ta thấy là Trung Cộng đã hoàn toàn xóa bỏ Hồng Kông. Hồng Kông bây giờ không còn là cái cửa ngõ, không còn là một cái định chế tài chính mà trước đây nó là cái cửa ngõ từ Tây phương để đi vào Trung Cộng. Bây giờ nó không còn cái đó nữa và hoàn toàn người dân Hồng Kông đã mất hẳn cái quyền tự do, cái quyền mà trước đây dân nước Anh đã để lại. Và họ lẽ ra họ phải được hưởng đủ 50 năm nhưng mà bây giờ chỉ có 28 năm. Thì Tập Cận Bình đã xóa sạch cái đó và bây giờ nó trở thành một cái thành phố cộng sản rồi. Kế đến là Trung Cộng tiếp tục đe dọa Đài Loan hàng ngày. Nếu chúng ta nhớ lại trong thời ông Donald Trump thì không có cái chuyện như vậy. Nhưng bây giờ nó đã xảy ra như vậy. Rồi, một cái biến cố mà đã làm cho Hoa Kỳ mất cái uy tế của một siêu cường. Đó là cái sự tháo chạy của quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan vào tháng 8 vừa rồi. Một cái cuộc rút quân tháo chạy làm nhục cho chẳng những Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã từng hợp tác với Hoa Kỳ như Anh, Pháp, Đức và khối NATO. Thì đó là những cái sai lầm về mặt chiến thuật, về mặt chiến lược, để làm thiệt hại tới cái uy tín của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Chính vì vậy mà ngày hôm nay khối NATO đang chịu áp lực của Putin, tức là Tổng thống Nga bắt tay với Trung Cộng, với Iran để làm áp lực và đang đặt ra những cái điều kiện rất mạnh mẽ đối với Hoa Kỳ cũng như khối NATO. Thì đó là cái chính sách mà hiện tại dưới thời Tổng thống Joe Biden đang phải
đối phó và chưa biết sẽ giải quyết như thế nào. Do đó, trong năm 2022 này, chúng ta chờ xem Hoa Kỳ có giải quyết được cái những về đối nội, đối ngoại hay không. Và như vậy, trước cái tình cảnh này, tôi thấy rằng cái bầu không khí khá bi quan. Do đó, chúng tôi nêu ra những cái chuyện này để chúng ta theo dõi và nhân tiện. Trước khi kết thúc cái phần chia sẻ thông tin của tôi muốn một lần nữa kính chúc tất cả quý vị và gia đình một năm mới được khang an, thịnh vượng, và chúng ta cầu nguyện ơn trên để phù trợ cho quê hương Việt Nam cũng như thế giới và nơi quê hương chúng ta đang tạm trú Hoa Kỳ được một năm bình an và mọi sự tiến triển tốt đẹp. Xin kính chào quý vị. Xin hẹn một lần khác.